bạn trở lại video cái video log mới của mình. Bữa nay mình thời tiết đẹp, mình có thời gian rảnh mình cắt cỏ các bạn ơi. Mình không có mướn ta cắt cỏ nhưng mà mình tự động cắt cỏ. Cắt cỏ thì mình lựa thời giống như thời tiết cho nó đừng sáng sớm quá thì cái hơi sương nó còn ở trên cỏ nó ướt á. Mình cắt nó không được sạch sẽ. Nhưng mà mình cắt nó chờ cho hơi nắng nó khô mặt cỏ rồi mình mới cắt. Thì cắt cỏ thì mình cần có cái máy này là cái máy cắt những cái trim vòng vòng cái cỏ, mà cái xe cắt cỏ lớn á, nó vô không được các bạn. Cái này là cái gọi là tiếng Anh trimmer, cắt cỏ các bạn. Thì cắt cỏ nó có nhiều loại máy cắt cỏ lắm. Cắt cỏ có thể các bạn loại mua loại nhỏ đẩy, hoặc là loại ngồi giống giày, hoặc là những cái loại chẳng hạn là loại khái ngồi, hoặc là loại ngồi đứng, nó nhiều loại lắm. Nhưng mà cái loại là nếu mà đất bà lớn á, thì bà mua loại ngồi đỡ hơn. Còn đất ít á, thì bà mua loại đẩy cũng được. Nhưng mà bữa nay mình cắt cỏ thì mình cần cái trimmer này với cái xe này. Thì các bạn nên có cái mắt kiến mà trong vậy các bạn, để các bạn trim á cho là nó vô mắt mình hay gì á, nó không có tốt. Mình đeo vô cho nó an toàn các bạn. Thì bây giờ mình tiến hành mình cắt nha. Ra. Đây nó có để nè bạn, trên cái xe này nó có để nè, ba inch rưỡi vậy thôi, chứ bạn đừng cắt thấp quá nha. Thấp quá là cái cỏ nó sẽ cháy hết cái cỏ, mà nó không có tốt. Mà cắt cỡ 3.5 inch hoặc 4 inch cũng được, cỡ vòng vòng cái này đó các bạn, đừng cắt thấp quá, đừng cắt cao quá, vòng vòng cái này thì tốt. Rồi vậy mình làm nha.
cắt 20 phút mình xong coi miếng đất của mình với trước á thì cha của mình cắt trong vòng 20 phút, các bạn coi coi sao có liền lạc với con đất này sao các bạn. Rồi mình cắt cỏ xong á là cái này nè các bạn. Cái cỏ mà nãy mình cắt xong á mình có hai cách để mình đem bỏ đó bạn. Một là mình bỏ vô cái bọc bằng giấy hoặc là cái thùng mũ á, tới ngày lấy rác á là mình bạn hết đem ra trước cho có người nó lấy cỏ với lấy lá cây đó các bạn. Còn thứ hai nữa mà mấy bạn nhà đất rộng á giống như mình đây thì để sau cái đất của mình á. Mình đổ biết sao đất của mình không à, mình không có bỏ thì rác các bạn. Còn nói gì vụ cỏ thì cỏ thường thường á là mình cắt một tuần hoặc là 10 ngày các bạn. Đừng để dài quá là cắt, thứ nhất là cái máy nó nặng cắt mà nó không có lên được. Còn mà nếu mà các bạn không có cắt á mà để cỏ lên cao mà tầm cỏ lộn đủ thứ hết á thì những cái nhà hàng xóm á nó sẽ gọi lên cái chỗ của cái chỗ mà giống như cái xã mình ở vậy, nó có cái người đi vòng mà thấy mình không có cỏ để nó làm không có đẹp khu vực hoặc cái đường mình đi á thì nó có thể nó cho mình cái giống như là cái warning á, giống như là cảnh cáo các bạn. Nếu mà trong vòng mấy lần mà nó gửi thơ ra mà mình không mấy, có thể nó gửi nó phạt mình đó bạn. Thì vậy thôi, mình gửi lời mấy bạn vậy thôi, còn ngày nghỉ của mình nó vậy á. Thì cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Nếu mà các bạn thấy video này thích á thì các bạn like and share, subscribe giùm mình ha, để mình có động lực để làm những video tiếp theo. Mình còn nhiều video tiếp theo lắm các bạn ơi. Rồi, cảm ơn mấy bạn nha, chúc các bạn một ngày nghỉ tốt lành. Bye bye các bạn.